Hợp đồng tương lai tiền mã hóa cho phép các trader tiếp cận với các loại tiền kỹ thuật số mà không cần phải sở hữu một số tiền thực tế. Các hợp đồng giao dịch tương ứng với giá trị tương đương với số tiền mã hóa cụ thể và bạn không cần phải sở hữu bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào khi giao dịch futures. Giống như giao dịch giao ngay spot, hợp đồng tương lai tiền mã hóa có thể được giao dịch trong suốt 24 giờ một ngày. Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách giao dịch future trên sàn Binance. Bước 1. Truy cập vào trang chủ và đăng nhập vào tài khoản Binance. Nếu chưa có tài khoản, hãy click vào đường link bên dưới phần mô tả. Bước 2. Tại giao diện trang chủ Binance, chọn mục phái sinh, click vào phần USD M Futures. Tại giao diện, click vào mở tài khoản Futures. Hãy chọn đòn bẩy đối với kinh nghiệm giao dịch của bản thân bạn. Trả lời một số câu hỏi của Binance để hoàn tất. Bước 3. Để giao dịch Futures trên sàn Binance, trước tiên bạn cần chuyển đổi tiền của bạn đến tài khoản Futures của sàn. Ở đây tôi sẽ chọn chuyển tiền từ tài khoản Spot tới tài khoản Futures. Binance hiện hỗ trợ 8 loại lệnh. Lệnh giới hạn cho phép bạn đặt lệnh ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Lệnh giới hạn mua sẽ được khớp nếu giá bằng hoặc thấp hơn giá giới hạn, còn lệnh giới hạn bán sẽ được khớp với giá bằng hoặc cao hơn giá giới hạn. Lệnh thị trường được khớp ngay lập tức theo mức giá tốt nhất hiện có. Lệnh thị trường lấy giá từ các lệnh giới hạn trên sổ lệnh để thực hiện. Do đó, trượt giá có thể xảy ra khi bạn nhận được một mức giá khác với mức giá bạn mong đợi. Lệnh Stop Limit là lệnh có điều kiện trong khoảng thời gian đã đặt, được thực hiện ở một mức giá cụ thể sau khi đã đạt đến mức giá dừng nhất định. Sau khi đạt đến giá dừng, lệnh Stop Limit sẽ mua hoặc bán tại mức giá giới hạn hoặc mức giá tốt hơn giá giới hạn bạn đã đặt. Lệnh Stop Market sử dụng giá dừng để kích hoạt giao dịch. Tuy nhiên, khi đạt đến giá dừng, nó sẽ kích hoạt lệnh thị trường. Lệnh Trailing Stop cho phép nhà giao dịch đặt một lệnh được thiết lập sẵn theo một tỷ lệ phần trăm nhất định so với giá thị trường khi thị trường biến động. Lệnh này khóa lợi nhuận bằng cách cho phép giao dịch vẫn mở và tiếp tục sinh lời miễn là giá đang di chuyển theo hướng có lợi. Khi giá di chuyển theo hướng ngược lại theo một tỷ lệ phần trăm nhất định, lệnh Trailing Stop sẽ được thực hiện theo giá thị trường. Lệnh Post Only, khi bạn đặt lệnh Post Only, nó sẽ được thêm vào sổ lệnh, nhưng sẽ không được thực hiện ngay lập tức. Lệnh Post Only sẽ tồn tại dưới dạng lệnh Maker để thêm thanh khoản vào sổ lệnh. Lệnh TWAP, thuật toán giao dịch TWAP nhằm để giá thực hiện trung bình gần với giá trung bình theo thời gian của khoảng thời gian thực hiện do người dùng chỉ định. Lệnh theo tỷ lệ, lệnh theo tỷ lệ cho phép chia một số tiền thành nhiều lệnh con để giảm thiểu tác động của thị trường. Tùy vào mỗi cá nhân mà mỗi người sẽ có các cách giao dịch khác nhau, như ở đây tôi chọn giao dịch thị trường. Nhập loại tiền mà bạn dùng để giao dịch gồm Bitcoin hoặc USDT, nhập số lượng giao dịch, chọn mức cắt lỗ chốt lời, sau đó điều chỉnh mức đòn bẩy. Bạn hãy lưu ý rằng, khi chọn mức đòn bẩy cao thì mức độ sinh lời sẽ nhanh chóng, tuy nhiên rủi ro cũng sẽ được tăng lên. Chọn giao dịch long hoặc short cho lệnh của bạn. Lưu ý, đối với mỗi lệnh giao dịch future của Binance, sàn yêu cầu số vốn tối thiểu là 29,4 USDT. Vậy qua video, hy vọng các bạn đã hiểu thêm về các cách thức giao dịch future của sàn Binance. Để đăng ký sàn Binance, hãy click vào đường link bên dưới phần mô tả để nhận chiết khấu 100 USDT khi giao dịch.